Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 6 ngày 25 tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp để đón may mắn tránh xui xẻo cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 25 tháng 10 năm 2024, tức ngày 23 tháng 9 âm lịch, ngày Nhâm Tuất, trực, kiến, tốt với xuất hành, gia thú nhưng tránh động thổ. Tuổi xung ngày, Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần, Bính Tuất. Tuổi hợp trong ngày, ngày Tuất lục hợp Mão, Tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Giờ hoàng đạo, Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Nam, hướng Tây. Xem tử vi hàng ngày dự báo 4 tuổi đón lộc bất ngờ trong ngày thứ 6 này sẽ là tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Ngọ. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 25 tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp. Chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, kết tài nhắc nhở con giáp tuổi Tý hôm nay nên kín tiếng để tránh bị người khác chú ý, sân si. Nếu bạn thực sự có chuyện cần trình bày, hãy chờ một thời điểm khác phù hợp hơn nhé. Thủy thổ xung khắc cho thấy bản mệnh đang phải đau đầu xử lý các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Nếu cần sự giúp đỡ, bạn nên hỏi giúp để vượt qua giai đoạn khó khăn, nhiều trở ngại này nhé. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý cả khía cạnh sức khỏe của mình nữa. Thời gian này khi mà công việc gia tăng, áp lực cũng tăng theo, khiến bạn thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi, ít khi được nghỉ ngơi đầy đủ. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, hãy cẩn thận đọc kỹ những chỉ dẫn khi bạn đang cầm nó trong tay. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, sự chăm chỉ, chuyên cần của bạn được mọi người ghi nhận. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, hãy tự xây dựng lòng quyết tâm, mục tiêu cao hơn nữa cho mình. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, giữ vững niềm tin rằng bạn sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, giai đoạn có nhiều trăn trở hơn về cuộc sống vào lúc này. Con số may mắn 4, 2, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, vàng, đen, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Tử vi tuổi Sửu, hình hại đặc quyền khiến người tuổi Sửu dễ tức giận vì có những người có ưu thế hơn mình. Tuy nhiên, nghĩ lại thì cuộc sống làm gì có sự công bằng, tốt hơn hết hãy đảm bảo để bản thân an toàn là đủ. Con giáp tuổi Sửu hứa hẹn có những thuận lợi nhất định trong ngày có chính quan. Nhìn chung con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện được tài năng, tạo tiền đề phát triển cho tương lai. Đường thăng tiến cũng nhờ vậy mà mở rộng vô cùng. Đôi khi được trở lại với công việc bộn bề cũng là một niềm vui khi mà nhiều người ngoài kia không có việc làm. Bạn nên học cách luôn tôn trọng công việc vì chúng mang lại cho bạn cảm giác ý nghĩa của cuộc sống này nhé. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, dễ tức giận với những lời chê bai bạn nhận được hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, hãy chủ động làm cho cuộc sống của bạn tươi vui hơn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, dẹp hết muộn phiền cho bản thân một giấc ngủ ngon. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, tập trung hơn trong từng việc mình làm hôm nay. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, lắng nghe những chia sẻ thật lòng từ người khác. Có số may mắn 1, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, trắng, đen, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần, hôm nay tuổi Dần có tam hợp che chở cho vận trình, mang tới cho bản mệnh nhiều tin vui về tình cảm, hứa hẹn người độc thân sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp trong ngày hôm nay. Hai người có nhiều chủ đề để cùng chia sẻ, tâm sự mãi không thôi. Tuổi Dần hôm nay may mắn có thực thần nâng đỡ nên bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc bởi mọi người xung quanh rất yêu quý và không ngớt lời tán dương bạn. Thậm chí bạn còn có thể nhận được những món quà rất đáng yêu và đầy ý nghĩa từ họ đấy. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên lưu ý, hôm nay là ngày Nguyệt Kỵ. Dân gian có câu, mồng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu, do đó không nên làm những việc quan trọng vào ngày này. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, tạo ấn tượng tốt đẹp với mọi người trong lần đầu gặp gỡ. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, hãy thực tế hơn với hoàn cảnh của mình ở thời điểm hiện tại. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, cảm thấy bình yên và hạnh phúc với những gì mình đang có. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, hãy lên kế hoạch cho những chuyến đi xa cùng gia đình nhỏ.
Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, luôn cố gắng sống tiết kiệm, tránh hoang phí, mua sắm nhiều, con số may mắn 6, 7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, trắng, vàng, quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi, Tuất. Tử vi tuổi Mão, nhờ có lục hợp mà tuổi Mão cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm của người thân xung quanh mình. Đôi khi không cần hỏi han, họ có những hành động thiết thực để an ủi bạn lúc khó khăn, cũng giúp bạn cảm nhận được sự ấm áp này. Thương quan khiến tuổi Mão không muốn cũng phải gặp gỡ những kẻ xấu tính hơn thua. Đừng quá để tâm đến chuyện đó, bởi xung quanh bạn luôn có những bằng hữu tốt. Học cách yêu thương bản thân nhiều hơn bạn nhé! Đừng trông đợi người khác yêu thương bạn trong khi bạn chưa thể làm được điều này. Cải thiện cuộc sống bắt đầu từ việc hiểu mong muốn của chính bạn đã. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, có cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, dễ bị hờn trách vì một việc bạn quên trong quá khứ. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, hãy chi tiêu hợp lý, tránh mua sắm quá đà lúc này bạn nhé. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, khó khăn cũng đừng chùn bước, đó là cơ hội để bạn mạnh mẽ. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ Hợi, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, ảnh hưởng của tương xung nên con giáp tuổi Thìn khá khó khăn trong việc hợp tác, làm việc cùng ai đó, thậm chí những gì bạn nói hay giải thích cũng dễ gây ra hiểu nhầm. Hôm nay xuất hiện thiên quan để nhắc nhở tuổi Thìn nhớ rằng đây không phải thời điểm phù hợp để đòi hỏi hay yêu cầu sự hỗ trợ, tăng lương hay để đạt các ý tưởng ở nơi làm việc. Bất cứ yêu cầu nào cũng không được đáp ứng. Khó khăn vẫn còn bủa vây, bạn không phải khi nào cũng cố chiến đấu. Đôi khi hãy cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi, tạm sắp xếp mọi việc để sắp tới cuối tuần bạn có ngày dài để hoàn toàn thư giãn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, sự thỏa hiệp là điều cần thiết, đừng cố gắng đối đầu. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, thận trọng hơn với quyết định liên quan tới tiền nong. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, nếu bạn thất hứa, mọi người sẽ không còn tin tưởng bạn nữa. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, thiếu cơ hội cũng chỉ vì bạn chỉ ngồi đó đợi chờ mà không tìm kiếm. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, hãy cho mình thưởng thức một bữa ăn thật ngon. Con số may mắn 0, 7, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng, hồng, quý nhân phù trợ Dậu, Tý, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, tài lộc ghé thăm tuổi Tỵ hôm nay với sự chỉ dẫn của thiên tài, nên biết đón nhận cơ hội đang tới, dân kinh doanh cũng làm ăn ngày càng phát đạt, hàng hóa bán chạy như tôm tươi. Vận trình sự nghiệp đang được nâng đỡ nên công danh cũng theo đó mà khởi phát. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra không phản ánh năng lực hay tài năng nào đó của bạn. Tất cả là do may mắn, do đó trở nên kiêu căng, tự mãn bạn nhé. Hỏa thổ tương sinh, tốt cho khía cạnh tình cảm của bản mệnh thời gian này. Vợ chồng nào đang căng thẳng thì dễ dàng hòa giải được vì có được sự đồng cảm, thấu hiểu. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, muốn chung tay với một người nào đó giải quyết công việc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, ý tưởng sáng tạo của bạn được đánh giá cao. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, đừng khăng khăng bảo vệ quan điểm, lý lẽ của mình quá mức. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, đây là lúc cần công bằng hơn với bạn lẫn những người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, học cách yêu thương mọi người xung quanh mình hơn nữa. Con số may mắn 7, 8, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ Sửu, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, tam hợp gõ cửa cũng là lúc đào hoa nở rộ. Tuổi Ngọ còn độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác phái, từ đó có thể mở rộng mối quan hệ và tìm thấy người sẽ cùng mình chung hưởng hạnh phúc sau này. Chính tài mang tới tín hiệu đáng mừng cho con giáp tuổi Ngọ. Nếu như đang làm ăn buôn bán, bạn cũng sẽ được khách hàng tin tưởng nhờ chất lượng hàng hóa tốt. Bản mệnh tạo dựng được uy tín nên luôn có lượng khách hàng cố định, cần tiếp tục phát huy ưu điểm này. Những người tuổi Ngọ có được một ngày thảnh thơi, hôm nay dù làm gì cũng sẽ có quý nhân nâng đỡ, cuộc sống hanh thông, viên mãn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, học hỏi được nhiều điều ý nghĩa thông qua một mối quan hệ nào đó. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, tiền bạc đã rủng rỉnh hơn thời gian trước rất nhiều. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, tập trung vào những thứ có thể mang lại tiền bạc cho bạn. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, tìm hiểu vấn đề một cách thận trọng, chi tiết hơn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của mọi người. Con số may mắn 4, 5,
giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, trắng, đen, quy nhân phù trợ, Tuất, Dần, Mùi. Tử vi tuổi Mùi, ảnh hưởng của tương phá, nên một kế hoạch nào đó của tuổi Mùi và bạn bè có thể bị phá vỡ. Nhưng đừng xem đó là chuyện không may, có khi nó lại dẫn bạn tới một cơ hội làm những việc còn ý nghĩa hơn. Người tuổi Mùi có chính quan nâng đỡ nên sự nghiệp hanh thông, thuận lợi. Nhưng bên cạnh đó, bạn cũng khá bận rộn, không thể dành thời gian cho việc khác. Công việc đang rất gấp và bạn phải giải quyết. Nếu hôm nay có tranh cãi với người bạn đời của mình thì cũng đừng vì thế mà muốn hơn thua, chỉ gây ra căng thẳng kéo dài. Bạn nên nhường họ phần thắng vì dù sao niềm vui của họ cũng là niềm vui của bạn cơ mà. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, bạn trưởng thành và bản lĩnh hơn trong đời sống. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, các cuộc trò chuyện sẽ liên quan nhiều đến những yếu tố cảm xúc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, bạn đang thiếu sự tập trung cần thiết cho công việc. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, chọn cho mình bộ trang phục bạn thấy tự tin nhất. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, tránh làm hỏng kế hoạch của người khác. Con số may mắn 6, 2, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Thân, Tam Hội xuất hiện hỗ trợ rất nhiều cho người tuổi Thân. Bạn cứ mạnh dạn lên tiếng nhờ vả nếu thực sự cần ai đó giúp mình vượt qua khó khăn. Đừng lăn tan làm gì, bởi mọi người rất sẵn lòng hỗ trợ bạn, với điều kiện là bạn cần phải chủ động. Con giáp tuổi Thân hôm nay có thể an tâm hơn khi có thiên ấn che chở. Bạn nên sử dụng nguồn năng lượng dồi dào cho các hoạt động thú vị trong hôm nay. Nhờ thế, bạn sẽ có một ngày thật hiệu quả. Thổ Kim tương sinh, dự báo vận trình của bạn, báo hiệu tài lộc có nhiều khởi sắc đáng mừng. Trong thời gian tới, con giáp này biết cách làm những gì để có nguồn thu nhập tốt hơn và giờ là lúc bản mệnh được hưởng thành quả cho những cố gắng của mình. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, hôm nay bỗng mọi người lại quan tâm khá nhiều đến bạn. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, hãy thể hiện mình theo cách riêng, bạn sẽ được đón nhận nhiệt tình. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, có cơ hội kiếm tiền thì nên tập trung, dành thời gian cho nó. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, mọi người đang muốn trò chuyện, lắng nghe bạn nói. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, xóa tan được những hoài nghi gây mệt mỏi tâm trí bạn. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, đen, quý nhân phù trợ Thìn, Tý, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, ngày mà tuổi Dậu được khuyến khích nên tập trung vào các mối quan hệ trong ngày có tam hội che chở. Hứa hẹn là bạn sẽ thư thả hơn để có thời gian đi chơi với bạn bè, gia đình. Chính ấn giúp cho vận trình của tuổi Dậu hôm nay trở nên thuận lợi, hanh thông. Thậm chí những khó khăn trước đây tưởng không thể vượt qua được, nhưng nay cũng hoàn toàn nằm trong khả năng xử lý của bạn. Ngũ hành tương sinh giúp cho tình cảm của các cặp đôi êm ấm, vui vẻ, hạnh phúc. Người độc thân lúc này cũng sẵn sàng mở rộng để tìm hiểu mối quan hệ mới. Mọi thứ đang mở ra trước mắt để chờ bạn khám phá. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, thấy lo lắng dù hiện tại bạn cảm thấy mọi thứ đang rất ổn thỏa, tốt đẹp. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, tốt nhất là nên chủ động trong mọi tình huống. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, bạn là người hoàn toàn có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, tránh công kích người khác chỉ vì mâu thuẫn nhỏ. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, không nên xen vào việc của người khác, tránh để bản thân rơi vào rắc rối. Con số may mắn 8, 0, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, ảnh hưởng của thiên quan nên tuổi Tuất không giấu được sự thất vọng. Khi mọi thứ đã dần trở nên bão hòa, bạn sẽ cảm thấy hơi hụt hẫng, không còn là trung tâm của sự chú ý nữa. Bạn dần phải quay lại guồng quay quen thuộc của cuộc sống. Đừng quá mong đợi về việc bản thân được chú ý. Việc của bạn là tập trung vào bên trong, không ngừng cải thiện bản thân, cũng như những kỹ năng của mình. Niềm vui từ việc thấy được những thay đổi nhỏ tích cực trong cuộc sống còn quan trọng hơn những đánh giá từ bên ngoài đấy. Sức khỏe của bản mệnh thời gian này không tốt như bạn nghĩ. Nếu cảm thấy có sự khác lạ trong người thì nên đi thăm khám sớm để nhận diện ra những vấn đề và kịp thời chữa trị. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, bạn có lợi thế nhưng không biết tận dụng nó cho cuộc sống. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, hờn trách khiến cho cuộc sống của bạn thêm mệt mỏi mà thôi. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, tự gây phiền toái chỉ vì bạn suy nghĩ quá nhiều, khác thực tế. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, cẩn thận thực hiện từng việc nhỏ một, tránh sai sót. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, hãy để ý hơn tới việc chăm sóc sức khỏe của mình. Con số may mắn 7, 8, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường trắng, đen, quý nhân phù trợ
Ngọ, Mão, Dần. Tử vi tuổi Hợi, tỷ kiên khiến hiệu quả công việc của tuổi Hợi không được cao trong ngày hôm nay, nhưng than ngắn thở dài không ích lợi gì. Đừng lười biếng, nếu không bạn sẽ bỏ phí một ngày thú vị đấy. Bạn nên học cách hạ bớt sự kỳ vọng. Đúng là ai cũng có quyền mơ về cuộc sống tốt đẹp, nhưng đó chỉ là mục tiêu. Còn để sống hạnh phúc, bạn cần phải biết chấp nhận thực tế và trân trọng những gì mình đang có. Ngũ hành xung khắc, dự báo tình cảm đôi lứa khó mà yên vui. Một số sự thất vọng khiến bạn suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ của hai người. Tuy nhiên, hãy học cách nghĩ về điểm tốt của đối phương, cơn giận sẽ trôi qua nhanh thôi. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, hạnh phúc hay không cũng chỉ là ở góc nhìn của bạn mà thôi. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, học cách quan sát các vấn đề đang diễn ra trong cơ thể của mình bạn nhé. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, ngừng than vãn về những điều không như ý đang xảy ra trong cuộc sống. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, bạn đang lo lắng quá mức về tương lai của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, những vấn đề tưởng chừng nhỏ bé cũng có thể trở nên phức tạp. Con số may mắn, 2, 3, giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, trắng, đen, quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần. Đánh giá tử vi ngày 25 tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Dần, Tỵ. Con giáp nào với nhiều rắc rối nhất? Tuổi Thìn, Tuất. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé!